mắc ca tươi nha mọi người nhé. Mắc ca tươi 70.000 một cân. Cái này thì em hỗ trợ nhé. Có hỗ trợ tách nhân ba kích Quảng Linh. To đẹp. 220 một cân chưa tách. 280 một cân tách nha mọi người nhé. Táo mèo. Táo mèo này 35.000 một cân. Còn là táo đồi thông thì là 45.000 một cân mọi người nhé. Quả châu cổ 120.000 một cân. 120.000 một cân. Sâm đương quy mọi người nhé. Đương quy size 2 củ một cân. 2 củ một cân giá 150.000 mọi người nhé. Đấy, còn là size trên một cân một củ ấy thì là phải đặt hàng. Giá là 250.000 một củ. Nó sẽ rơi vào tầm 1 cân 2, 1 cân 3. Còn hàng nhỏ như này. Hàng này thì 3 củ một cân. 3 củ một cân giá 100.000 nhé mọi người nhé. Hỗ trợ rửa sạch sẽ cho mọi người luôn ạ. Hoa tươi nhé mọi người nhé. Cái này thì hỗ trợ ngâm mật cho mọi người thôi. Nhưng gửi đi thì nó cũng dễ bị hỏng ấy. 80.000 một cân mọi người nhé. Cam thất size 10 đến 12 cục 550.000 một cân. Hỗ trợ rửa sạch cho mọi người luôn nhé. Cẩn khẩn mọi người nhé. Hàng mới về 65.000 một cân. Em sẽ hỗ trợ rửa sạch cái lớp vỏ ngoài này luôn. Hút chân không gửi về cho mọi người đảm bảo. Về mọi người chỉ việc cho bình ngâm thôi. Cốt thoái bổ. Cốt thoái bổ 60.000 một cân nhé. Hôm nay thì không còn tắc kè đá đâu. Nhộng ong nhé mọi người nhé. Nguyên nhộng này vẫn để là 350. Còn tách rời ra rồi là 450 mọi người nhé. Quả mắc mật. Quả mắc mật tươi. Sâm tiên mao 150.000 một cân. Hỗ trợ rửa sạch. Này bên này có ít tắc kè đá đây. 65.000 một cân mọi người nhé. Ngọc cẩu nhé mọi người nhé. Ngọc cẩu đầu mùa. Cái này thì em sẽ tách ra từng búp một. Rửa cho nó sạch. Sẽ tách bẻ ra từng búp một. Đợt này thì bắt đầu lên giá một chút rồi. 100.000 một cân. Rửa sạch khúc chân không cho mọi người nhé. Quả bòi vịt 150.000 một cân. La rừng Tây Nguyên 150.000 một cân. La Tây Bắc 120.000 một cân. Đồng đồng ấy vẫn còn nhé mọi người nhé. Đồng đồng này sẽ ủ từ hút chân không. Sau đó em sẽ đóng vào thùng xốp như thế này. Sau đó ủ đá khô vào mọi người nhé. Thì về nó sẽ không bị vàng. 150.000 một cân. Mùi răng mọi người nhé. Mùi răng vẫn 40.000 một cân. Táo mèo. Ốc sọt tươi. Ốc sọt tươi 90.000 một cân. Sâm tiên mao hạt rẻ. Hạt rẻ 65.000 một cân mọi người nhé. Sâm cau đỏ. Củ to đều 130.000 một cân. Củ viễn trí. Đây là ba kích rừng đấy. Cái này ngâm lên màu hồng khá là đẹp. 200.000 một cân. Sâm tố lữ 120.000 một cân. Quả dứa rừng 80.000 một cân. Rễ mú tần tươi 85.000 một cân. Sâm béo đen 130.000 một cân. Sâm xuyên đá 150.000 một cân. Rễ đinh lăng lết 130.000 một cân mọi người nhé. Mọi người lấy cái gì thì liên hệ trực tiếp hoặc tìm trong giỏ hàng giúp em nhé. Em xin cảm ơn mọi người đã xem video.